nó dài lắm mà. Ở dưới thanh thì ở trên khỏi khỏi nó bưng nó chửi dần thôi. Làm ấy rồi xong nhận được cây gửi cái thùng lại nha, gửi chuồng lại. Được những cái kèm thấy dễ thương nha, tám trăm là tám trăm thiên nhiên. Trời nó đang 11, 10 giờ 10 lại chưa thấy. Thay chỗ khác như vậy mình nuôi tiếp cho nó ấy ha, để im nhỉ, để bỏ phân thì anh vỗ bông một cái mỡ phồi cùng ngô đó, cùng ngô trong cái chậu đang đó thấy không, anh đứng đây nhìn vô thấy này 5-7 cây gì đó, để mà bỏ xếp dưới đây cho anh để em chụp hình cho họ đấy, trong chậu đang đó mấy cái phôi của phôi lắc phôi bài á. Đó là phôi đó, em thấy đây. Nằm sau cục gì á? Đúng không? Ờ đúng rồi đó. Nhổ mấy cái cỏ ra, anh xếp dưới đó để chụp ảnh chụp. Thank you.
đi dọc sẽ cắt rồi vậy nữa. Bán cho nó về nó dọc. Nhắm mắt mở mà bước xuống đây mà có mấy cái nấm nó bù ra đi rồi đá trong không thế này thì có mấy cái nấm bù trắng trắng này để cái tay tốt tốt lên. Tên ở trên nó rồi để rập trồng chậu to cỡ nào to nhưng nó cũng không lớn nổi. Luông phố. Thế to hay nhỏ? Không mới lớn. Biết đâu coi. Chim bán hôm nay có mấy con bán sôi live stream sôi dịp lục mấy con em ra cái gì làm có tiền được chắc mà làm đó. Bán sôi live stream mà đồ nó nhảy giống như là đi bay đó ba con sôi dịp lục mấy thằng vô mình luận nó sọt không mong em nó anh tuổi gì mà sọt được ba em rồi không trả lời lại liền nó đâu sợ mà anh là còn lịch sự lắm. Đi chửi anh tuổi gì mà đòi sạc ba em. Mấy chỗ họ livestream mình anh vô chửi để cho văn cục văn nó lại với thanh niên. Mấy chứ mày tại tao với mày hay gì ai nói chị ok bán thôi luôn hả.